Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp mặt 63 thầy giáo cô giáo người dân tộc thiểu số tiêu biểu sẽ được tôn vinh trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm nay. 63 thầy cô giáo tiêu biểu được tuyên dương năm nay thuộc 26 dân tộc khác nhau, trong đó có 6 giáo viên là người dân tộc ít người, dưới 10.000 người. Tại buổi gặp mặt, các thầy cô giáo đã chia sẻ tâm tư và những mong muốn về chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho những giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số khó khăn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh bày tỏ chia sẻ với những khó khăn vất vả về điều kiện công tác, đời sống sinh hoạt, ghi nhận những nỗ lực, thành tích của các thầy cô giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, luôn là tấm gương sáng trong ngành giáo dục, góp phần tích cực vào sự nghiệp chồng người của nước nhà.